Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì cuối cùng Ngộ Không cũng được thả ra khỏi kho báu rồi. Và các bạn có thể dùng Ngộ Không để leo danh ở cái phiên bản đấu trường danh vọng mùa 4 này. Và cùng mình leo danh của Ngộ Không nhé. Ok, cách lên đồ này, bảng ngọc này, và cách đánh Ngộ Không mình sẽ trình bày trong trận đấu này. Nhưng mà Ngộ Không nó không còn bá đạo như trước, không còn bá đạo như khi làm ra mắt này anh em ơi. Bởi vì tại sao? Bởi vì bây giờ xuất hiện quá nhiều các vị tướng khả năng khống chế này, phá chiêu thức của Ngộ Không này. Đó, như kiểu trận này anh em có thể thấy là Anit. Anit là vị tướng rất là khó chịu, nó có thể phá mất chiêu khi đang sử dụng. Ví dụ mình đang dùng chiêu này, và cả Murat nữa, mình đang dùng chiêu mà định nhảy vào gõ vào tướng địch, nhưng mà dính ngay chiêu cuối thì mình sẽ không thể gõ ra giáp tương vào tướng địch được. Hết sức là khó chịu. Ok, cái đồ mình sẽ để bên dưới nhá. Còn bảng ngọc thì mình sẽ dùng ngọc và ngọc đỏ là tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng, ngọc tím là 5 viên hút máu và 5 viên 60 màu tối đa 0.5 tỷ lệ chí mạng, còn ngọc lục là công vật lý và xuyên giáp. Ok rồi 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 rồi, mà lốc viết máng là ui oa một phát cân đôi, một phát gõ vỡ đầu cả hai bé, rất là thơm. Đánh Ngộ Không thì anh em mắc chiêu 2 trước cho mình, sau đó thì anh em tập trung farm nhá. Farm là cái điều hết sức quan trọng cho vị tướng Ngộ Không này. Farm farm bạn ơi, trụ không phá ở đâu. Rồi rồi, tóm luôn. Dừng ơi, dừng ơi, dừng ơi. Rồi không ấy, dừng sao đi vòng vòng vậy trời. Phí quá. Khi mình mắc tiêu 2 mình sẽ có lượng giáp rất là tốt. Rồi. Múa là múa rồi, té té té. Múa múa té té té. Rồi rồi rồi, ma lốc. Ê. Tại sao mình bị làm chậm vào đấy nhở? Hình như bị ma lốc hút giáp à? Tự nhiên bị làm chậm. Đâu rồi, đây đây đây. Murat này. Chí mạng rồi, ok. Phải đợi đợi những pha chí mạng này đánh Ngộ Không nó hên xui anh em ạ. Nhiều khi rất là hên thì đánh chí mạng rất là sướng, ăn mạng liên tục. Nhiều khi mà rất là đen, đánh không phát nào chí mạng. Rồi rất là may pha đấy thì cuối cùng đánh Murat một phát chí mạng. Con này nó hên xui là như vậy. Rồi, anh em chú ý. Và cái combo cho Ngộ Không anh em dùng phi chiêu 2 nhá, phi chiêu 2 đánh thường, không dùng chiêu cuối luôn. Đó, xong lại đánh thường. Tiếp tục anh em tàng hình bỏ chạy, hoặc là là anh em tiếp tục truy sát vị tướng mình ít máu ở trong pha combo này cùng mình rồi. Và Ngộ Không không phải là một tướng mở ra tranh tốt. Anh em đánh theo kiểu là ám sát thôi. Nó là sát thủ.
hên thì quên đi, chắc chắn là chết, có mạng rồi. Hên xù nó chắc là cái gì? Ê! Thôi thôi thôi! Ý, đùa. Liên tiếp đèn. Không thể đỡ được cái trận đấu này. Quá tủ túng. À, chủ quan quá, cứ ấn đấm tay to không ấn vào nút ăn lính lính đầy trụ. Đùa. Trông có hàng ở đây rồi, thôi thôi. À đây, hàng đây. Tưởng không có hàng. Khổ quá, điều tuyển em ơi. Đồ rừng team mình cướp rừng team bạn rất là tốt. Có phải gà đâu. Chọc qua đánh không phối hợp với team nhiều thôi. Nu nu anh em ơi. Bỏ con rồng đi, rừng bỏ rồng rồi mà. Thôi thôi, hay quá, Zucan vẫn ăn được mạng. Hai mạng rất hay. Rồi. Chạy. Ôi. Alice mà cứng ghê. Mình cảm giác nó không còn bá đạo trước của anh em ạ. Đánh không sướng tay như ngày trước chơi có không rồi. Hồi trước cầm có không đánh rất là sướng. Lâu lắm không đánh có không anh em ạ. Hay là trận này mình đen nhỉ? Có khi là đen anh em ạ, đánh không chí mạng, đánh rất là đen. Ở đầu trận là mạng lag, bị phí phí mất mấy mạng, hình như mà lốc cũng lag cũng đấy. Nó cứ giật 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 chậm chậm rất là khó đánh em. Anh em mà cảm giác chưa binh đỏ rồi rất là khó chịu. Rồi Malok, Malok, Malok. Có thể cân được Malok đấy. Rồi. Rồi. Nhiều giáp ạc quá. Bây giờ Malok rất là khỏe. À, rất là trâu. Đánh không thấm. Đánh hết lớp giáp ảo của anh chàng này. Ui ui. Không, 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 không cân được. Bó tay ngồi không. Rồi rõ ràng mình ăn nhiều mạng farm. Chắc chắn nhiều đồ hơn Malok tìm bạn. Rồi chắc là thưa mình có chơi có đồ xuyên giáp anh em ạ. Và mình nên được đồ xuyên giáp thì nó sẽ khác. À, chính vậy anh em phải nên đồ xuyên giáp trong ngộ không nhá. Gặp những tướng châu châu như kiểu mà lốc ngồi. Rất nhiều tướng châu. Nhưng mà trận này thì bạn cầu ít châu. Rất là may. Có mới mà lốc thôi. Alice cũng nên chắc là nên nhiều giáp. Rồi hơi ảo tưởng chút xíu rồi. Trận này thì nói chung là không được con rồng. Chẳng được con rồng nào, rất là chán. Từ bình tĩnh các bạn ơi. Ngộ không khỉ còn chưa lấy kinh xong mà trời. Có tá sư phụ lấy kinh xong bắt cái Murat này. Đây không chí mạng. Đen rồi, đen rồi. Phá ngay con lính này để khắc chế được Murat khỏi múa nhá. Đấy, cẩn thận dính chiêu khống chế. Rồi, đập anh em ơi, đập hết. Lao đây đập. Chí mạng rồi, đấy. Phải chí mạng như thế mới thốn nó mình ngộ không. Nên hai đồ chí mạng đầu tiên. Nhiều khi quá đen. Rồi đánh lính thì chí mạng ghê vậy. Đập vào người chẳng chí mạng gì. Rồi, đã lên được cái thương xuyên tán rồi anh em. Bây giờ thì đập hơn rất nhiều nha.
Ở ghi đu phép thì lấy gì là tăng. Ghi đu phép cũng rất là khỏe đấy anh em, rất là trâu đấy anh em ơi, bởi vì lượng giáp ảo à búp của cái nội tại rất là bà đạo. Chẳng qua đánh nguyên đu là nếu mà lên phép thì phải cấu rìa trước thôi, cấu rìa trước bằng chiêu 1 phi nội tại và cấu rìa bằng chiêu 2 thôi. Cứ lao thẳng vào giao danh trước thì cũng rất là khó. Giao danh 5 năm thì bởi vì Inu không nên tanh ấy một mạng. Rồi đập. Nhảy, ơi nhảy mày quá. Có giày giày kiên cường mà anh em. Thôi. Quá nhiều khống chế, quá khó chịu. Đã đúng lúc mạng lag chứ. Mạng lag lại dính slow. Thốn, đến rốn. Rồi thì sẽ phá chu thôi, team bạn chết quét sạch rồi. Và video clip mình đến hết rồi. Xin cảm ơn bạn nha. Bye bye. Ơi gần chết. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.